đau không ngủ được. Như này là nó sẽ bị đau ở đây. Như là Ừ. nó bị đau ở cái vùng nào. Rồi. Để nó nghỉ ngơi thì em hoạt động đột ngột cái nó sắn vặn. Hôm sau lại mình lại có lông lại to lên, rách lên. Nếu mà trước đấy đau 10, bây giờ đau khoảng 4, 5, 6 phần. Đúng rồi. Kính chào quý vị và các bạn. Tôi tên là Nguyễn Trọng Thủy, bác sĩ chuyên khoa y học thể thao với hơn 10 năm kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Phòng khám của chúng tôi chuyên điều trị những chấn thương, bệnh lý về cơ xương khớp cho tất cả mọi người, không dùng thuốc. Mình đau lưng thế nào đây em? Đây em bị đau kiểu buổi sáng sớm ấy, em dậy thì em quay người lại nhanh quá. Quay đột ngột phát nó nhói luôn đây. Nhói luôn rồi. Xong hôm sau đi chạy bộ 10 cây thì lúc chạy nó không vấn đề gì. Nhưng mà sau hôm đấy thì về có một hôm là đau không ngủ được. Thời tiết nó hơi dở dở ngương phát là lại bị đau. Bây giờ thì ví dụ như em nằm dậy nó vẫn bị đau. Tức là từ hôm đầu tiên nó đau đấy là từ hôm nào đến hôm nay được bao lâu rồi? Khoảng chục hôm. Được chục hôm rồi. Vâng. Rồi em có là chăm sóc gì cho nó chưa? Chưa chưa. Cứ gọi là để thời gian dài dài ra thì nó cũng đỡ. Vâng, nó có đỡ. Nó có đỡ, nhưng mà nó ví dụ bắt đầu nó đau 10 phần thì bây giờ là hôm nay nó còn mấy phần? 4-5 phần. 4-5 phần. Vâng, nhưng mà ý là nó cứ nhức nhức, nó khó chịu. Kiểu em cũng đang có mấy cái giải chơi thể thao nữa nên là cần phải đi xem như thế nào. Thế bây giờ làm động tác nào nó sẽ đau nhất? Nằm hoặc là ví dụ đứng lên ngồi xuống rồi. Ừ. Ví dụ như này. Như này là nó sẽ bị đau ở đây. Nghĩa là nó bị đau ở cái vùng nào. Rồi, ngoài đau cái vùng này nó có lan đi đâu không ạ? Không. Rồi tại đấy rồi đúng không? Vâng. Rồi em làm. Chưa đau rồi. Không. Đau rồi. Chưa chưa. Đấy bây giờ bắt đầu nó hơi nhức nhức. Hơi nhức nhức ở đằng sau lưng. Đúng rồi. Nhưng mà nó đau xuống chân không? Không không. Không, em nằm sấp xuống. Cái lưng này của em nó đau từ bao giờ chứ hay là đau chưa. Bao giờ nó đau? Chưa chưa. Chưa đau bao giờ luôn. Chỉ đấy là cái lần đầu tiên là nó đau đấy hả? Vâng vâng. Đau đau do ấn thì lưng còn cứng quá, ấn mãi nó còn chả thấy tới, chả biết nó đau ở đâu luôn đấy. Nó đau không? Ôi giời, chắc phải ngồi lên đây làm đây. Đây sao? Có nó đau lên vùng đấy đấy. Đấy đấy. Nguyên cả vùng này đúng không? Đúng không? Đấy, chỗ đấy thì hơi hơi đây. Vâng, hơi. Hơi đau tí. Cứng hết cả cơn cơ, đây cơ cứng như đá luôn, như gỗ luôn. Đây đau. Vâng, đây đau, đau đau. Đây. Đấy, đau đau. Trên này đau không? Có, tức tức. Này đau không? Không. Này đau. Đau. Vâng, hơi. Hơi đau đây. Vâng, hơi đau, nhỏ nhỏ chỗ này. Đau đây đúng không? Đây đúng rồi. Chỗ này đau nhất đúng không? Vâng, vâng. Đấy. Đây đâu? Không. Không nào. Đây này, như cái cột sống của em đấy, qua anh kiểm tra ấy thì anh thấy là cái dây thần trần thắt lưng chậu này của em này. Vâng. Là nó đau ở cái dây thần thắt lưng chậu đấy. Vâng. Và nó cũng rất là phù hợp với cái tư thế chấn thương của em ấy, tức là khi em đang để nó nghỉ ngơi thì em hoạt động đột ngột cái nó sắn vặn cái cột sống này. Vâng. Thì nó làm ảnh hưởng đến cái dây chằng thắt lưng chậu này. Khi mình vặn như thế thì không phải chỉ một mình cái dây chằng này đâu, mà cả cái nhóm gân cơ cạnh sống nó cũng bị co kéo luôn. Tất cả nhóm gân cơ cạnh sống ấy, nó cũng bị co kéo làm nó căng cứng hết cả cái nhóm gân cơ cạnh sống này lên. Vâng. Bắt đầu là từ riêng cái dây chằng thần cái dây chằng đấy là nó tổn thương là chính. Nhưng khi mà nó bị tổn thương rồi thì toàn bộ tất cả những cơ thể mình nó có cái khả năng mà gọi là bảo vệ cơ thể. Khi một bên này đau thì tất cả những gân cơ nó phải căng co cứng lên các thứ để bảo vệ cho cái dây chằng đấy nó không bị tổn thương thêm. Wow. Dẫn đến việc nó căng cứng toàn bộ cả cái nhóm gân cơ lưng này. Và cái dây chằng nó ở trong rất là sâu. Đây là đi qua rất nhiều lớp cơ bắt đầu mới vào được cái dây chằng đấy. Nên đó là lý do tại sao mà khi mà em đi cả chục ngày rồi mà nó không hết được, mà thậm chí là để có thể là nhiều tháng, nhiều năm nó cũng không hết được đối với cái dây chằng này. Nếu như mình không chăm sóc cho nó. Wow. Và cái này vấn đề là chăm sóc cái này thì thực ra mà nói thì ngày xưa thì nó phức tạp, chứ bây giờ thì nó cũng đơn giản hơn bởi vì nó đầy đủ công nghệ cho nó rồi. Thì cái điều đầu tiên đấy là mình vật lý trị liệu cho nó, điện xung hồng ngoại, siêu âm vi sóng, laser, massage, sóng quay các thứ cho nó, thì nó đã được ok rồi, nó đã ok một phần rồi. Xong mình tập phục hồi cho tất cả những nhóm gân cơ lưng, cơ bụng, cơ lườn các thứ nó khỏe lên này,
để cho nó hỗ trợ cho cái cuộc sống đấy, hỗ trợ dây chằng đấy. Và nếu như khi làm tất cả mọi thứ đấy rồi mà nó chưa ổn được nữa, lúc đó thì mình có thể tiêm huyết tương dầu cầu hoặc tiêm collagen vào đây là nó hết thôi. Cái này ngày xưa nó rất là phức tạp nhá, nhưng bây giờ thì nó đơn giản hơn rất là nhiều. Đó, nó cũng đầy đủ công nghệ để làm cho nó ổn. Tuy nhiên thì cái đề về trên cái cuộc sống của mình thì trong với cái lứa tuổi của mình, cái việc là nó hơi thoái hóa một chút xíu các thứ này khác các thứ ấy, thì nó là cũng là chuyện bình thường thôi. Nó là cái giá phải trả của loài người nói chung rồi thì không sao hết, là sau khi mình điều trị cái này thì nó cũng tốt một phần cho cả cái cuộc sống nó bị thoái hóa đấy. Và khi nào mình tiêm huyết tương hay tiêm collagen các thứ vào đây ấy, thì nó cũng giải quyết được cho, và tiêm cho cả cuộc sống này nó cũng là sẽ là ok thôi. Bên cạnh đó thì nếu mà tốt hơn thì mình có thể là hỗ trợ thêm một số dòng thực phẩm chức năng cho nó. Ví dụ như là cụ thể là dây chằng, những gân cơ các thứ, mình có thể là cái dòng collagen tiếp 1 để thêm omega 3 cho nó nữa, và có thể là glucosamine cho nó thêm thì cũng được. Đấy, đã để thế. Còn trị liệu là nó đã ok rồi, tí lát nữa trị liệu xong em sẽ thấy nó ổn hơn. Nó giảm hơn không ạ? Giảm hơn. Bình thường nó khó chịu 10 phần thì hôm nay sau khi em vừa làm tất cả các bước vừa rồi xong thì anh cảm thấy nó dịu được khoảng 30 phần. Trước đấy đau 10, bây giờ đau khoảng 4, 5, 6 phần. Đúng rồi. Đỡ nhiều.